Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai làm việc với Đồng Nai về công tác xây dựng Đảng. Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ đột phá trong năm 2024. Yêu cầu các hộ dân trả lại hiện trạng ban đầu 100 ha đất dự án sân bay Long Thành bị chiếm dụng để trồng khoai mì. Kiến nghị cần có lộ trình phù hợp để triển khai hóa đơn điện tử trong bán lẻ xăng dầu. Khởi tố đối tượng mua bán 2 kg ma túy. Phóng sự đồng bào chưa lo và ngày vui bộ đội về làng. Sáng 9 tháng 12, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã làm việc với Đồng Nai về kết quả công tác xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ tới nay và thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng trên lĩnh vực xây dựng Đảng. Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 11 của Đảng bộ tỉnh đến nay có 15 trên 16 chỉ tiêu đạt và vượt. Một chỉ tiêu không đạt là tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP giai đoạn 2021-2023 dự kiến tăng khoảng 6,79%, mục tiêu nghị quyết là tăng 8,5%. Tỷ lệ kết nạp đảng viên hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Toàn tỉnh có 183 tổ chức đảng với 4.085 đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được đổi mới, sắp xếp tinh gọn hơn gắn với tinh giản biên chế, từng bước nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động. Các nội dung trong công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ từ khâu đánh giá đến quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí sử dụng cán bộ, bảo đảm đúng nguyên tắc quy trình quy định, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Về những kết quả Đồng Nai đạt được, đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư chia sẻ và đánh giá cao Đồng Nai vượt qua khó khăn, nỗ lực trong xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Thường trực Ban Bí thư cũng lưu ý, làm sao công tác xây dựng đảng được toàn diện về các mặt, về tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên, Đồng Nai còn dư địa nên cần hết sức chú trọng. Đồng chí Trương Thị Mai chúc Đồng Nai phấn đấu hoàn thành mức cao nhất mục tiêu chỉ tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11. Với tinh thần đoàn kết, nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng chí tin rằng Đồng Nai sẽ giải quyết được các vấn đề dù khó khăn đến đâu. Kỳ họp thứ 14, kỳ họp thường lệ cuối năm của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và tiến hành bế mạc. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua 33 nghị quyết với sự đồng thuận cao. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 23 người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu. Hội đồng Nhân dân cũng đã tiến hành chất vấn giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành về nhiều vấn đề. Các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh đã trực tiếp trả lời, giải trình nội dung được chất vấn, nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bảo khẳng định năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Với ý nghĩa đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành địa phương chú trọng thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó cần tiếp tục đẩy mạnh tạo chuyển biến tích cực hơn trong thực hiện các lĩnh vực đột phá theo tinh thần nghị quyết Đại hội lần thứ 11 của Đảng bộ tỉnh. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bảo cũng đề nghị các cấp các ngành nỗ lực thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, chuẩn bị chú đáo các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn, đảm bảo mọi nhà mọi người đều được vui xuân đón Tết đầm ấm. Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành đã giao cơ quan công an và Ủy ban Nhân dân xã Bình Sơn xử lý đối với vụ việc gần 100 hectare đất thuộc dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành bị một số hộ dân chiếm dụng để trồng khoai mì. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Bình Sơn, qua làm việc, cơ quan chức năng xác định do người dân thiếu hiểu biết, cứ nghĩ đất mới bàn giao nên tận dụng trồng mì. Ủy ban Nhân dân xã Bình Sơn sẽ tiếp tục mời các hộ dân lên làm việc cụ thể, đồng thời báo cáo Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành để có biện pháp xử lý phù hợp. Trước đó, một số hộ dân tại xã Bầu Cạn, huyện Long Thành đã phản ánh tình trạng một số đối tượng chiếm dụng diện tích đất gần 100 ha đã được giải tỏa phục vụ dự án sân bay Long Thành để trồng khoai mì. Hiệp hội Dầu khí Đồng Nai vừa có văn bản kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, Cục Thuế tỉnh về những khó khăn liên quan đến hóa đơn điện tử trong kinh doanh xăng dầu. Theo Hiệp hội Dầu khí Đồng Nai, toàn tỉnh hiện có khoảng 500 trạm xăng dầu với khoảng 2.000 trụ bơm, số tiền phải đầu tư khoảng 60 tỷ đồng. Trong khi đó, với địa bàn trải dài, mỗi huyện có đặc trưng riêng nên việc đầu tư hệ thống cũng chưa đồng bộ. Ngoài ra, về nhân lực điều hành hệ thống liên quan đến hóa đơn điện tử cần có thời gian để nhân viên học cách sử dụng. Như vậy, vừa đầu tư phần mềm, phần cứng và nhân lực để hoạt động được cần tốn nhiều thời gian và chi phí. Trong khi đó, giá chiết khấu cho một lít xăng dầu rất thấp, có những lúc giá chiết khấu về 0 đồng. Trước những khó khăn trên, Hiệp hội Dầu khí Đồng Nai kiến nghị các ngành chức năng cho phép Hiệp hội sẽ vận động doanh nghiệp chuyển đổi từng phần có lộ trình triển khai hóa đơn điện tử trong hoạt động bán lẻ xăng dầu từ 1 đến 2 năm, nơi có điều kiện làm trước, nơi chưa đủ điều kiện làm sau, thành phố làm trước, nông thôn làm sau. Ngày 9 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Dương Minh Hoàng, 23 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận, tạm trú xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Trước đó, chiều ngày 14 tháng 11 vừa qua,
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với lực lượng công an địa phương bắt quả tang đối tượng Hoàng đang tàng trữ 2 kg ma túy tại xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom. Qua đấu tranh, đối tượng Hoàng khai nhận số ma túy cơ quan công an thu giữ là do Hoàng đi nhận từ Bình Dương theo sự chỉ đạo của đối tượng Nô chưa rõ lai lịch để Nô bán cho người nghiện. Liên quan đến vụ việc, đối tượng Nguyễn Lý Vòng, 34 tuổi, ngụ xã Phú Tân, huyện Định Quán, tạm trú xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trảng Bom khởi tố bắt tạm giam về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc là một làng Chơ Ro với rất đông người đồng bào Chơ Ro sinh sống làm ăn. Hôm nay ở đây có một ngày hội. Ngày bộ đội về làng, về với đồng bào cùng với những món quà và những hoạt động ý nghĩa. Bà con được nghe giới thiệu truyền thống 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Được tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự và đặc biệt là được hướng dẫn cảnh giác với tội phạm giả danh quân đội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Có các bác sĩ đồ xuống đây để mà lo cho đồng bào phát thuốc, khám bệnh đồ, tận tình lo cho đồng bào bệnh này bệnh kia rồi. Có bác sĩ vô đây khám rất là nhiệt tình, lo lắng cho dân rất là nhiệt tình. Bộ đội về với phổ biến tuyên truyền pháp luật cho bà con, rồi sau nữa là cấp quà phát thuốc, rồi tặng học bổng cho các cháu học sinh. Đó là cái một niềm phấn khởi nhất của bà con. Bà con từ mấy ngày nay là nghe bên quân khu có việc tổ chức lễ tại đây là bà con rất vui mừng. Thay mặt cho bên bà con đây già làng xin gửi lời trước hết là cảm ơn Đảng, cảm ơn nhà nước đã tạo điều kiện cho bà con dân tộc chúng tôi được một cái ngày hôm nay. Trong chương trình, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tặng 100 phần quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 20 suất học bổng cho các em học sinh trị giá 100 triệu đồng, tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm lượt người. Chương trình cũng trao tặng tủ sách Hồ Chí Minh cho nhân dân xã Xuân Phú, hỗ trợ kinh phí hoạt động của nhà văn hóa Chơ Ro, ấp Bình Hòa. Như tôi tâm sự bà con thì bà con rất là cảm ơn lãnh đạo Bộ Chỉ huy tỉnh, các cấp, các ngành cũng đã có sự quan tâm đến bà con dân trên địa bàn ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú. Và qua đó bà con cũng rất là đồng thuận cũng như tin yêu và yêu mến hơn đối với hình ảnh các chú bộ đội Cụ Hồ. Và tôi nghĩ rằng đó là những món quà rất là vô giá gửi đến các chú bộ đội nhân cái dịp kỷ niệm 80 năm mà ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Quân với dân như cá với nước. Hình ảnh người lính bộ đội Cụ Hồ cùng chung tay chia sẻ khó khăn với người dân sẽ luôn là những ấn tượng tốt đẹp, khắc sâu trong lòng mỗi đồng bào ruột thịt.